Yeltsin được Putin lên vị trí quyền lực tối cao của nước Nga đã được tiết lộ thông qua việc giải mật gần 600 trang tài liệu trao đổi qua lại giữa cựu Tổng thống Nga Boris Yeltsin và người đồng cấp Mỹ Bill Clinton. Dưới thời Boris Yeltsin, nước Nga tham nhũng, phá sản, yếu đuối và chia rẽ. Vào mùa hè năm 1999, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Boris Yeltsin chỉ còn lại vẻn vẹn 2% sau hàng loạt cáo buộc tham nhũng cảm thấy không thể cầm cự thêm được nữa. Đến cuối năm 1999, Tổng thống Boris Yeltsin đã phải tuyên bố từ chức, đồng thời chỉ định ông Putin khi đó là thủ tướng nắm giữ quyền tổng thống, và cuộc bầu cử tổng thống năm 2000 hứa hẹn sẽ trở thành bước ngoặt lớn nhất trong lịch sử nước Nga hiện đại. Khi đó, tỷ lệ ủng hộ của người dân Nga với chính phủ đương quyền, trong đó Boris Yeltsin và Putin đứng đầu, là cực kỳ thấp. Tuy nhiên, hàng loạt những vụ nổ bí ẩn trong năm 1999 khiến khoảng 300 người Nga vô tội thiệt mạng đã thay đổi tất cả. Vậy nước Nga đã thay đổi thế nào trong năm 1999? Chuyên gia về chính trị Nga, nhà báo David Satter nói rằng, vào mùa hè năm 1999, tỷ lệ tín nhiệm Tổng thống Yeltsin là rất thấp. Khi đó, cơ hội để ông Putin, người được chỉ định bởi cựu Tổng thống Yeltsin, bước lên vị trí quyền lực cao nhất của nước Nga cũng gần như là không có. Người dân Nga không muốn thân tín của Yeltsin được bầu để bao che cho ông ta. Tuy nhiên, những vụ đánh bom các tòa nhà chung cư đã thay đổi tất cả. Hàng loạt vụ đánh bom vào tháng 9 năm 1999 đã khiến 200 đến 300 người vô tội thiệt mạng. Mặc dù chưa có nhiều chứng cứ, nhưng chính phủ Nga đã cáo buộc người Chechnya thực hiện vụ này. Và ông Putin đã bước ra giải quyết thế lực ly khai Chechnya để trở thành vị cứu tinh của dân tộc Nga. Ông ấy, tức Putin, phụ trách cuộc chiến tại Chechnya. Vụ đánh bom bị đổ lỗi cho chưa chân tại Chechnya mà không có bất kỳ chứng cứ nào. Và kết quả của cuộc chiến tại Chechnya đó là Putin được bầu làm tổng thống kế tiếp của Liên bang Nga. Để hiểu rõ toàn bộ hành trình mà ông Putin bước tới vị trí quyền lực cao nhất của nước Nga, trước tiên cần hiểu rõ người tiền nhiệm đã đưa ông Putin lên, đó là cựu Tổng thống Nga Boris Yeltsin và nguyện vọng cuối cùng của ông. Gần 600 trang tài liệu giải mật do Thư viện Tổng thống Bill Clinton ở thành phố Riddlock, bang Arkansas công bố cho biết, năm 1999, Tổng thống Nga khi đó là ông Boris Yeltsin đã nói với người đồng cấp Bill Clinton rằng, sau một thời gian tìm kiếm, ông đã chọn Vladimir Putin là người kế nghiệp để trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của nước Nga. Bản ghi chép của 18 cuộc trao đổi riêng tư, 58 cuộc điện đàm trong khoảng từ tháng 1 năm 1993 khi ông Clinton nhậm chức Tổng thống Mỹ, cho đến tháng 12 năm 1999 khi ông Yeltsin từ chức, không chỉ cho thấy con đường quan lộ của ông Putin mà cả con đường quan lộ của ông Boris Yeltsin. Đó là Hoa Kỳ hậu thuẫn Boris Yeltsin, Boris Yeltsin hậu thuẫn Putin. Trước thềm cuộc bầu cử năm 1999, ông Boris Yeltsin đã hỏi vay tiền từ phương Tây để phục vụ cho chiến dịch tranh cử của mình. Trong tài liệu giải mật của Mỹ có đoạn, Bin, vì chiến dịch tranh cử của tôi khẩn thiết cần khoản vay 2,5 tỷ đô cho Nga. Tôi cần tiền để trả lương lao động và cả lương hưu. Cựu Tổng thống Bill Clinton khi đó đã đáp lại rằng, tôi sẽ kiểm tra vấn đề này với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và một số người bạn của chúng tôi để xem có thể làm được gì. Và như một phép màu, các chủ nợ của câu lạc bộ Paris, tức nhóm các nước giàu chuyên cho vay để tái thiết đất nước, đã lập tức tái cơ cấu nợ cho Nga. Đồng thời, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng thông qua khoản vay 10,2 tỷ đô cho Nga cuối năm đó. Với sự hậu thuẫn về tài chính của Mỹ và phương Tây, cùng với một chiến dịch vận động có sự tư vấn từ Mỹ, trong đó bao gồm việc ông Boris Yeltsin xuất hiện trên bìa tạp chí Time và trở thành chủ đề chính của bộ phim mang tên Boris xoay chuyển, ông Yeltsin đã chiến thắng trong cuộc bầu cử năm đó và trở thành tổng thống Nga. Tuy nhiên, dưới thời Yeltsin, nước Nga phá sản, yếu đuối, tham nhũng và chia rẽ, và hệ quả tất yếu của nó đã được thể hiện trong cuộc điện đàm ngày 31 tháng 12 năm 1999 giữa tổng thống Yeltsin và tổng thống Clinton, đó là nhà lãnh đạo Nga Boris Yeltsin đã bất ngờ tuyên bố từ chức. Người đồng cấp phía Mỹ cũng không thể giúp được gì ngoài mấy lời động viên xã giao như sử sách sẽ gọi ông là cha đẻ của nền dân chủ Nga, người đã nỗ lực để biến thế giới trở thành nơi an toàn hơn. Ông đã dẫn dắt đất nước qua một giai đoạn lịch sử và ông để lại một di sản giúp người Nga được hưởng lợi trong nhiều năm tiếp theo. Tôi tin rằng những thay đổi mang tính dân chủ mà ông đã dẫn dắt sẽ giúp nước Nga có thể hội nhập với cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, trước khi rời chính trường Nga, trước khi tuyên bố từ chức, cựu Tổng thống Boris Yeltsin đã có một hành động cực kỳ quan trọng ảnh hưởng tới nước Nga và cả thế giới cho tới ngày hôm nay. Đó là lựa chọn Vladimir Putin làm người kế vị. Trong cuộc điện đàm ngày 8 tháng 9 năm 1999, ông Yeltsin đã trao đổi qua với Tổng thống Clinton về lựa chọn cho vị trí Tổng thống Nga. Đến cuối năm đó, Yeltsin lại nói với Clinton rằng, tôi đã tìm thấy một người kế nhiệm xứng đáng, đó là Vladimirovich Putin. Tôi rất tin tưởng rằng ông ấy sẽ nhận được sự ủng hộ với tư cách là ứng cử viên năm 2000. Chúng tôi đang nỗ lực vì điều đó. Cựu Tổng thống Nga Boris Yeltsin còn tiết lộ rằng, ông đã dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm ứng cử viên phù hợp và cuối cùng tôi đã lướt qua anh ta, đó là Putin. Tôi đã tìm hiểu tiểu sử của anh ta, sở thích hiểu biết và nhiều thứ khác. Ông Yeltsin miêu tả ứng viên cho chức Tổng thống năm 2000 là một người đàn ông rắn giỏi, đồng thời rất sâu sắc
tác mạnh mẽ và dễ gần. Tôi chắc chắn ông sẽ nhận thấy ông ấy là một đối tác có phẩm chất rất cao. Trước khi nhận được thông tin này, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã từng gặp qua ông Putin, khi đó trong vai trò Thủ tướng Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC ở Auckland, New Zealand diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 9 năm 1999. Sau khi ông Boris Yeltsin trao đổi vấn đề từ chức và người kế vị, Tổng thống Mỹ Bill Clinton còn hỏi lại một lần nữa vào cuối năm 1999 rằng liệu ai sẽ đắc cử Tổng thống Nga vào năm 2000. Lúc này, ông chủ điện Kremlin là Boris Yeltsin đã có câu trả lời chắc chắn, nói rằng đó là Putin, tất nhiên là như thế. Ông ấy sẽ là người kế nhiệm, ông ấy là một người dân chủ và ông ấy hiểu phương Tây. Lần cuối ông Yeltsin đứng trên vũ đài quốc tế để đại diện cho nước Nga là vào tháng 11 năm 1999 tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Khi đó, ông Yeltsin như muốn nói với cả thế giới rằng ông ấy, tức Vladimir Putin, sẽ tiếp tục con đường trên nền dân chủ và kinh tế, sẽ mở rộng quan hệ của Nga. Ông ấy có năng lượng và trí tuệ để thành công. Đây cũng là nội dung cuối cùng trong tài liệu giải mật gần 600 trang mà Thư viện Bill Clinton công bố. Lịch sử như một màn kịch lớn, thấm thoát đã 2-3 năm trôi qua. Cựu Tổng thống Nga Boris Yeltsin đã ra đi, nhưng những quyết sách của ông vẫn còn đó và lịch sử đang viết tiếp những trang quan trọng về Tổng thống đương nhiệm.